Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh. Chào mừng các bạn đến với Oplae, chương trình học tiếng Anh do Đài tiếng nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện, nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh thông qua những câu chuyện về hãng hàng không giá rẻ có trụ sở tại thành phố Freeport tên tôi là Cẩm Thi. Trong bài học trước, các bạn đã nghe câu chuyện về một doanh nhân đầu tư bất động sản tên là Sophia Edenhow đang lên kế hoạch xây dựng một khách sạn mới trên bãi biển phía Tây Freeport. Tuy nhiên, cô đã rất giận dữ khi phát hiện ra tin tức về dự án tuyệt mật này đã bị dò dỉ tới những người phản đối. Và sau đây là những gì đã xảy ra. I don't believe this. Look, they're even holding a public meeting about it. Uh, yes. Make your feelings known. Meet on Monday night at 8 o'clock by Rene's Bar on West Beach. This is the last thing we need. This was supposed to be top secret. Well, I haven't told anyone about it, honestly. And, uh, I've never even heard of it. Oh, Mr. McHendry is not going to be happy. Demonstrations, protests, he hates that sort of thing. Well, I'm sure it would be too bad. When I find out who leaked this information, there'll be trouble. I can tell you. Big trouble. Mở đầu đoạn hội thoại, Messi và cơ trưởng đang thảo luận về việc dò dỉ tin tức. Cơ trưởng nói, Sophia thinks we leaked the information. I know she does. Tôi biết Sophia nghĩ chúng ta đã làm dò dỉ tin tức. Và câu hỏi đầu tiên là cơ trưởng cho rằng ai là người phải chịu trách nhiệm về vụ việc này. Bessie và cơ trưởng cũng nói chuyện về công ty cung cấp dịch vụ ăn uống gần đây đã gây không ít khó khăn cho họ. Chuyện gì đã xảy ra? Họ cũng đề cập đến vấn đề thu xếp chuyến đi cho ông Mark Henry, nhà đầu tư chính trong việc phát triển khách sạn mới. Ông này sẽ bay đến Freeport bằng máy bay của hãng hàng không Opla và ai sẽ là người ngồi cạnh ông ấy trên chuyến bay? Chúng ta sẽ tìm thấy các câu trả lời trong đoạn hội thoại tiếp theo. Mời các bạn cùng nghe. Sophia thinks we leaked the information. I know she does. She's convinced it couldn't have come from anywhere else. Well, don't look at me. I haven't said anything to anyone. What about Pavi, though? She hated the idea of the hotel, didn't she? Do you think she might have told someone? Oh, Captain, how could you think such a thing? How long have you known Pavi? She would never do anything to harm Obla Air. Yes, yes, of course. You're right. I'm sorry. I mean,. Today she spent the whole morning making cheese sandwiches. Cheese sandwiches again. You haven't heard about the catering company? No. It went bankrupt. Oh, you're kidding. Mm. So we haven't got any food for the flight? Well, we've got cheese sandwiches. Oh, but Betsy, Sophia told me that Mr McKendry really likes his food and we need to make a good impression. Well, it's cheese sandwiches or nothing. Which do you think he would prefer? Hmm. Anyway, I don't know what all the fuss is about. I mean, why all this secrecy? They are going to make the announcement in a couple of days, so everyone will know about it then. But until then, it's strictly confidential. That's just the way they operate. If you say so. And don't you worry about the food either. Pavi and I make a very nice cheese sandwich. <sighs> I promise. I hope you're right, Betsy. anyway, I've asked Vinny to sit next to Mr. McKendry on the flight, so I'm hoping he can keep him happy. Are you sure that's wise, Captain? Vậy cơ trưởng nghĩ ai đã làm dò dỉ thông tin về khách sạn mới? Pavi, ông nói. She hated the idea of the hotel, didn't she? Do you think she might have told someone? Cô ấy ghét ý tưởng về cái khách sạn ấy đúng không? Các bạn có nghĩ là có thể cô ấy đã kể cho người nào đó không? Bessie thấy bất bình vì ý kiến này, cô nói. She would never do anything to harm Obla Air. Cô ấy sẽ không bao giờ làm bất kỳ điều gì có hại cho hãng hàng không Opla. Và cô nói tiếp. I mean, today she spent the whole morning making cheese sandwiches. Ý tôi nói là hôm nay cô ấy đã mất cả buổi sáng làm bánh mì kẹp phô mai. Và tất nhiên, đây thực sự không phải là công việc của cô ấy. Điều này nhắc nhở cơ trưởng về các khó khăn mà họ đang phải chịu đựng với công ty cung cấp dịch vụ ăn uống. Và chuyện gì đã xảy ra với công ty này? Bessie nói với cơ trưởng. It went bankrupt. Công ty ấy phá sản rồi. Tin tức này làm cho cơ trưởng rất lo lắng, ông nói. Sophia told me that Mr. really likes his food and we need to make a good impression. Sophia nói với tôi là ông McHenry thực sự thích các món ăn và chúng ta thì cần tạo ấn tượng tốt với ông ấy. Tuy nhiên, Bessie nói với cơ trưởng It's cheese sandwiches or nothing. Which do you think he'd prefer? Chỉ có bánh mì kẹp phô mát hoặc là chẳng có gì cả. Ông nghĩ ông ta thích gì hơn? Dường như cơ trưởng muốn nói với Betsy về người sẽ ngồi cạnh ông mac Henry trên chuyến bay. Ông nói, I've asked to sit next to Mr. on the flight, so I'm hoping he can keep him happy. Tôi đã đề nghị Vinny ngồi cạnh ông McHenry trên chuyến bay đó, vậy nên tôi hy vọng ông ấy có thể làm cho ông Henry vui vẻ. Bessie không chắc đó là một ý kiến hay nên cô nói. Are you sure that's wise, Captain? Ông có chắc ý kiến đó là khôn ngoan không, cơ trưởng? Và các bạn sẽ biết ngay đó có phải là ý kiến hay không chỉ trong ít phút nữa. Hãy nghe nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh cùng với người bản xứ. Đoạn hội thoại tiếp theo diễn ra trên chuyến bay của hãng hàng không Opla từ London đến Freeport. Vinnie đang cố gắng làm vui lòng ông Henry bằng cách kể chuyện cho ông ta nghe. Chúng ta nghe thấy tiếng của Vinnie. Oh yes, Mr. McHenry. That was one of the funniest things that ever happened to me. Oh, ông McHenry, đó là một trong những câu chuyện thú vị nhất đã xảy ra với tôi. Còn ông Henry có thích câu chuyện của Vinnie không? các bạn cũng sẽ nghe thấy Pavi vừa đi dọc theo lối đi giữa các hàng ghế vừa nói Would you like some sandwiches? ông có muốn ăn bánh mì kẹp không và ông Mark Henry nghĩ gì về bánh mì kẹp format của hãng hàng không Opla sau đó chúng ta nghe thấy cơ trưởng thông báo cơ trưởng đang nói đây chúng ta sắp bay qua vùng không khí nhiễu động Vậy ông ấy yêu cầu hành khách làm gì? Và một câu hỏi nữa, chuyện gì xảy ra với ông Mark Henry và Pavi ở cuối đoạn hội thoại này? Mời các bạn nghe và tìm câu trả lời. Oh yes, Mr. McHenry, that was one of the funniest things that ever happened to me. Although, there was one other time. I've got to tell you this, it'll make you laugh. Now, it so happened... Vinny! Really? Yes, Mr. McHenry? I'm going to get out my laptop and I'm going to do some work. Of course, of course. I won't disturb you. Oh, these seats are so small. Well, it's interesting you should say that, Mr. McKendry. Yes, because we looked into this question. Vinny, I'm trying to work. Oh, absolutely. You're a busy man, and time management is very important. You don't Would need you to like tell me about that. Would you like <laughs> some sandwiches? Uh, uh, just cheese, I'm afraid. Um, hmm, some sandwiches, sir. Yes. Oh. Oh, thank you, Pavi. What do you call this? You call this food? I feed my dog better stuff than this. Uh, Obler Air is a budget airline, sir. You get what you pay for. Pavi? Shh. There are airlines that serve smoked salmon and caviar, sir, but I'm afraid we are not one of them. Enjoy your cheese sandwich. It's handmade, by the way. What? You call that customer service? Excuse me! Oh, don't worry about Pavi. She's quite a character. Oh, yes. Actually, the first time I met her. Oh, it was funny. Right. I cannot take any more of this. I'm going to find myself another seat. Oh, of course, Mr. McKendry. Take your pick. <laughs> This is your captain speaking. We uh, will shortly be entering an area of turbulence. Would you all please return to your seats and keep those seatbelts fastened? Thank you. Uh, can you go back to your seats, please? Mm, excuse me. Can you sit down, please? Can I just get past here? Uh, no, I'm sorry, sir. The captain has switched on the fasten seatbelt sign. I don't care what the captain has switched on. I need to change my seat. Pavi, it's all right. This is important. Uh, no, I'm sorry. This is a health and safety issue, sir. I must ask you to return to your seat immediately. Uh, can you please sit? Whoa! Oh. Hey! What's going on? Whoa! No! Oh. That was my head! Oh, well, if you'd sat down when I asked you. Whoa! Ow! Oh. Oh. And that was my head! Ông Mark Henry nghĩ gì về câu chuyện của Vinny? Rõ ràng ông ấy không thích chúng vì ông ấy nói I'm going to get out my laptop and do some work. Tôi sẽ lấy máy tính cá nhân ra để làm vài việc. Thế còn về bánh mì kẹp format, ông ấy cũng không thích. Ông nói với Pavi. What do you call this? I feed my dog better stuff than this. Cô gọi cái này là gì? Tôi cho chó đồ ăn còn ngon hơn cái này. Bà Vi bắt đầu phản ứng lại với ông ấy. Cô nói. Obler Air is a budget airline, sir. You get what you pay for. Thưa ông, Opla Air là hãng hàng không giá rẻ. Tiền nào của ấy mà. Câu nói này càng làm cho ông Mark Henry khó chịu hơn. Và khi Vinnie lại bắt đầu nói chuyện, ông ấy đã đứng lên và nói. Right. I cannot take any more of this. I'm going to find myself another seat được rồi tôi không thể chịu đựng thêm nữa tôi sẽ tự tìm cho mình một chỗ ngồi khác sau đó chúng ta nghe thấy thông báo của cơ trưởng và ông ấy yêu cầu mọi người làm gì ông ấy nói Would you all please return to your seats and keep your seat belts fastened. Xin mời tất cả quý khách quay trở lại chỗ ngồi và thắt dây an toàn nhưng ông McHenry không muốn nghe và từ chối ngồi xuống và rồi chuyện gì xảy ra với ông ấy và Pavi khi máy bay vào vùng không khí nhiễu động ở phần cuối đoạn hội thoại này? They both bang their heads. Vâng, máy bay bất chợt sóc nảy lên và cả hai bọn họ đều bị đập đầu. Ông McHenry Henry ở vào tình trạng tồi tệ hơn bao giờ hết. Và chúng ta sẽ biết chuyện gì xảy ra khi ông ta tới Freeport trong chương trình tuần sau. Lae, tiếng Anh chuẩn của người bản địa. Chương trình do đài tiếng nói Việt Nam phối hợp với Hội đồng Anh thực hiện. Và đừng quên là các bạn có thể tìm thêm các nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Còn bây giờ chúng ta sẽ ôn lại một vài cách diễn đạt cần lưu ý trong bài học hôm nay, đặc biệt là các thông báo mà có thể các bạn nghe thấy trên máy bay. Các bạn hãy nghe lại thông báo của cơ trưởng một lần nữa và xem mình có nghe thấy các cụm từ như là vùng không khí nhiễu động, đề nghị quay trở lại chỗ ngồi và đề nghị thắt chặt dây an toàn. Mời các bạn cùng nghe. Và cụm từ có nghĩa vùng nhiễu động không khí là An area of turbulence. An area of turbulence. Bạn nói câu đề nghị quay trở lại chỗ ngồi như thế nào? Please return to your seats. Please return to your seats. Còn câu đề nghị thắt chặt dây an toàn. Keep your seatbelts fastened. Keep your seatbelts fastened. bài học đến đây là kết thúc các bạn vừa nghe chương trình học tiếng anh của đài tiếng nói việt nam chương trình được thực hiện với sự phối hợp của hội đồng anh xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo